Hãy ghi nhớ 6 câu nói này. Ngay cả khi hiện tại bạn đang mệt mỏi và buồn bã, chỉ cần bạn áp dụng đúng những câu này, bạn chắc chắn sẽ mở được nút thắt trong lòng. 1. Phiền não ngày nào cũng có, nhưng nếu bạn không để tâm, thì chúng tự nhiên sẽ biến mất. Bạn càng so đo, bạn càng đau khổ. Ngược lại, bạn càng rộng lượng, bạn càng hạnh phúc. Khi lòng bạn rộng mở, mọi việc đều trở nên nhỏ bé. Khi bạn nhìn nhẹ mọi chuyện, phiền não sẽ biến mất. 2. Cái gì cần đến thì sẽ đến, cái gì cần đi thì giữ cũng không được. Đừng quá bận tâm về được mất. Cái gì là của bạn thì cuối cùng vẫn sẽ là của bạn, không phải của bạn thì giữ lại cũng vô ích. 3. Cuộc đời vốn là hư vô, đến thế gian với hai bàn tay trắng, ra đi cũng chỉ làn khói xanh. Sống không mang đến, chết không mang đi, đã không thể mang theo tất cả, thì hãy tận hưởng quá trình này, sống vui vẻ và tận hưởng hiện tại. 4. Sức khỏe và bình an là hạnh phúc thực sự, không có tai nạn, không có họa là hạnh phúc. Sức khỏe là quan trọng nhất, tất cả những thứ khác chỉ là thứ yếu. 5. Người trí tuệ không nói nhiều, gặp chuyện không tranh giành chính là trí tuệ. Không nói ra chính là một loại tâm cảnh. Nói nhiều tất có sai, im lặng là vàng. 6. Mọi thứ tùy duyên, thuận theo tự nhiên. Trên đời này không có gặp gỡ nào là vô duyên vô cớ, cũng không có tổn thương nào là không có lý do. Người làm tổn thương bạn, họ đến để dạy bạn một bài học, và chính nhờ bài học đó mà bạn tỉnh ngộ.